đại diện cho mấy anh công ty thuộc lại toàn thể là các anh làm trong công ty. Chúc toàn thể chị em phụ nữ trong công ty mình luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn vui vẻ. Lúc nào cũng là những đóa hoa tươi thắm trong lòng của tất cả các anh tại công ty và trong lòng của tất cả những người đàn ông ở trong gia đình mình. Cánh đàn ông ở marketing cũng có một chương trình nho nhỏ dành cho các chị em ạ. Thì em xin mời team app lên trước ạ. Chúc cho mọi dự định của em trong tương lai sẽ thành công.